kính chào các bác. Hôm nay em về được 7 con kích vang IBO K500. Thì hôm trước em đã giới thiệu các bác cái mã là IBO KA1000 rồi. Thì cái KA1000 này có hai mã loại này. Một loại là mặt đen, nó cũng là mặt phay nhôm luôn, nhưng mà họ sơn tĩnh điện màu đen lên. Thì cái có một con này là nó họ không sơn, thì họ để mặt trắng luôn, thì màu trắng. Đấy, còn họ hoàn toàn giống nhau. Còn cái con mặt trắng với mặt đen y chang nhau, nó không khác gì cả, nội thất cũng y chang nhau các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em về được 7 con. Cái con IBO vào cái K500 này. Cái bản 500 này là nó là cái bản cơ lai số đó nhá. Cơ lai số duy nhất mà của hãng. Thì nó chỉ sau này nó họ chỉ nâng cấp những cái đời lên thôi, nâng cấp ví dụ như là theo khắc năm sản xuất ấy, thì nâng cấp lên thôi, chứ hoàn toàn là cũng từ model này ra thôi. Đấy. Thì cái model này mặt trước á. Đây, mặt trước em sẽ cho các bác xem luôn. Mặt trước thì họ cho chúng ta toàn bộ ra ngoài này. Đấy, từ chức năng ra ngoài hết. Đấy, input từ chống hú này, menu này. Thì tất cả setup đây sẽ là nhiều con chuột. Đây volume. Thì tất đây là vòng cơ vai cơ vang cơ lai số. Chính vì vậy những cái nút này tất cả đây là nút vô cực, không phải là nút chứ không phải là nút vặn giới hạn các bác nhá. Thì đây, chính là cơ lai số tất cả những chức năng từ cái phần EQ cắt từ số cao số thấp cái gì đó họ đã đưa hết cho chúng ta đây rồi. Nó cũng giống giống như cái con các bác để ý là những cái con vang EIM đấy. Thì cái con này nó cũng giống như thế, các chức năng cách chỉnh cũng như thế thôi, hoàn toàn không khác nhau gì cả. Đấy. Đặc biệt cái con IBO này họ chống hú tốt hơn những cái con EIM rất là nhiều. Cái hãng IBO này thì những cái dòng vang này các bác đã dùng rồi này, bác nào đã dùng qua cái vang IBO này đã biết rồi. Thì cái dòng này chống hú rất là cao, nó chống hú cao lắm. Thì đây là cái nội thất của nó này, đây là nội thất của nó. Đấy. Thì rất là nhiều lớp. Đấy, dòng vang này rất là nhiều lớp, họ sử dụng cực kỳ nhiều lớp luôn. Đây là cái bo chống hú. Đây rồi, em kê các bác. Đây là cái bo chống hú này. Đấy, bo chống hú của hãng này. Thì cái bo này là làm nên tên tuổi, tên tuổi của cái dòng vang này. Đấy, chống hú cực kỳ tốt luôn. Đây tất cả, đây là bo chip. Bo chip thì họ chỉ cho chúng ta thấy được cái một cái chip thôi. Đó là cái chip mà QSS100. Đấy. Còn cái chip này họ đã xóa tên này. Thì đây là độc quyền những cái gì mà làm nên tên tuổi của họ luôn luôn, hãng nào cũng vậy. Tất cả những hãng nào mà cái dòng chip đa số họ sẽ xóa tên, mà chúng ta sẽ không thể biết được là tên gì. Làm rất cẩn thận luôn, tất cả rất là nhiều lớp. Đấy. Rất là nhiều lớp. Những cái lớp này chúng ta thể mở được. Mở ra chúng ta thấy nó từng bộ phận một. Đấy. Rất là đẹp. Bộ thất cực kỳ. Rất là ngon lành luôn các bác nhé. Đấy, nguồn. Nguồn đây. Đấy. Từng tín hiệu một đều được xử lý qua từng bộ phận. Khá là ok. Nói chung là nhìn nội thất điện kết á. Nội thất con này rất là kết, nó em nhìn cần để không kết hơn cả cái con EIM. Đấy, con cơ lấy số của EIM. Em nhìn không kết vào con này đâu. Đấy. Thì mặt sau của con này. Đây, nói cho chúng ta hai cục mic nữa. Music thì có hai đường cổng vào VOD và BGM. Đây là hai cổng là bốn cổng ra các bác nhá. Bốn cổng ra. Đây là cổng center. Có một cái điều đặc biệt mà em chưa hiểu. Thì cái phần cổng sub rao này họ để cho chúng ta hết rồi. Chỉnh tần số thấp, cắt tần số thấp, volume và tất cả chức năng họ để cho chúng ta hết. Nhưng cái bản này có thể là một cái bản K500 thì họ được cấu trong cái được một bản thiếu á. Thì họ lại bịt, họ không đấu cho chúng ta cái rắc của cái thằng sub ở đây. Đấy. Nó giống y chang cái con vang X3, X5, X6 các bác thường dùng ấy. Thì tất cả chức năng đây họ để cho chúng ta hết rồi. Tất cả chức năng, tất cả chức năng đều có hết. Nhưng mà họ lại trừ cái này để họ không gắn cho chúng ta. Cái này giống kiểu là để họ phân biệt những đời ấy. Thì họ sẽ ra một cái đời ví dụ như là KA600. Thì họ chỉ gắn thêm một cái rắc này thôi. Và họ sẽ bán cái giá cao hơn. Đấy, đó là một cái cách chiến thuật của những cái hãng này. Thì các bác nào muốn dùng cái cổng sub này chúng ta phải hàn một cái chân này vào. Đấy, mua một cái này hàn vào đây thì nó vẫn sẽ dùng được thôi. Đấy, về tất cả những cái nút chỉnh âm lượng này, cắt tần số này và những cái phím xuất âm thanh đều có hết rồi, họ làm hết cho chúng ta rồi. Thì họ chỉ không gắn cái mỗi cái phần cái con này thôi, cái cục rắc đực này thôi. Đấy, thì chúng ta phải gắn vào nếu chúng ta muốn dùng sub. Còn những bác nào mà không muốn dùng sub thì cũng không cần gắn. Đấy, tùy các bác nhé. Thì cái nội thất nó chỉ có thế, không có những hỏi là quá cầu kỳ. Thì cái giá em đưa ra cho con này nó là 1.800.000 các bác nhá, 1.800.000 cho một con. Đấy. Hàng được bảo hành một đội một trong vòng 1 tháng cho các bác. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cầu chì.
công tắc qua đằng sau. Đây, em ok. Các bác nhìn qua lần nữa nha. Tất cả đang ở trên led sáng quắc luôn. Xong cái video này em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác chỉnh cái con vang này đã. Thì các bác theo dõi cả cái phần sau để chúng ta biết được cái cách cài đặt và sử dụng cái con này để các bác nha. Đấy. Thì giá em đưa ra cho các bác giờ đó là 1.700.000. Em xin lỗi, 1.800.000 đồng một chiếc. Đấy. Được bảo hành trong vòng 1 tháng 1 đổi 1. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Chào, hẹn gặp lại.